số cho con Yamaha OS35D nha cả nhà. OS35D. Đâu xe Yamaha OS35D cho khách nha. Bên em này xả luôn. Chuẩn bị xe cho một anh khách ở xa nha. OS31 đó, giờ đem xe ra chờ đợi nha. Anh khách từ xa là người dùng qua mà phải bắt luôn cả nhà. Bên em còn còn mấy con US35D nữa nha cả nhà. Đây này, còn còn US35D nha, mấy con nữa. US32. US32 cabin máy lạnh. US45 cabin máy lạnh. Isuzu TA320. Bên em còn xe US nhiều lắm, các loại xe. Xe về xe đi liên tục. Mọi người ai cần cứ liên hệ nha, nghe nó rắc tới cho mấy chiếc xe luôn. Này quá. Cũng là trời chưa là mùa nóng nữa. Mọi người xem nhớ đăng ký, ấn chuông phía bên phải dưới màn hình có video để tham khảo những xe mới cày mới nhất bên máy cày Nhật Bản Tấn Tài nha. Cắt ra làm quá. Nói nhiều tất cả số má em rồi, cắt ra làm quá đặng kia thế. Con US 31 cho khách ở đây. Đang dọn dẹp. Ba máy pin. Cũng đẹp tiếp giờ về với anh khách. Ở Bắc. Bên em hãng US là gọi là nhất luôn đó. Bên em bán US là đỉnh nhất luôn á. Nên là ai cần cứ liên hệ với điện thoại của em đang ghi ở màn hình. Con US31 đồng đẹp tuyệt vời các bạn. Đấy, có máy xe luôn. Rồi mình sẽ có video giao xe cho mọi người tham khảo nha. Ai cần thì liên hệ. Rồi xin chào cả nhà đã theo dõi hết video của em. Mọi người nhớ ấn đăng ký
và ấn chuông phía dưới góc bên phải màn hình video để theo dõi tất cả những video sớm nhất bên máy tay Nhật Bản Tấn Tài nha. Anh xin chào, xin cảm ơn. Ngày em đi review, giờ review trực tiếp cái con này FX28D mà được em quay hàng về cho cả nhà tham khảo này. Con đẹp biết này. Ai đã mua được này, ai về thì liên hệ nha. Rồi, xin chào. Bấm chuông ở dưới bên phải màn hình các video để theo dõi những video sớm nhất bên